Xin chào các bạn nhé. Hiện tại công ty cổ phần Việt Group đang có mặt tại cái căn 2 tầng mái Nhật của chị Loan tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Và cái căn 2 tầng mái Nhật của chị Loan có cái diện tích nghiệm thu là 185m² các bạn nhé. Đó. Và cái căn 2 tầng mái Nhật của chị Loan thì bên công ty cổ phần Việt Group cũng đã ký hợp đồng và thi công cho chị là cái hệ 2 lớp khung thép mang thương hiệu Việt Group màu nhũ trắng các bạn ạ. Và cái hợp đồng với chị Loan, bên công ty cổ phần Việt Group cũng đã ký cái hợp đồng là hợp đồng trọn gói các bạn nhé. Hợp đồng cả cung cấp nhân khung kèo và hoàn thiện và cung cấp cả ngói các bạn ạ. Đó. Và cái căn 2 tầng mái Nhật bên công ty cổ phần Việt Group cũng đã thi công xong cách đây được 3 hay 4 ngày rồi các bạn ạ. Đó. Và cái căn 2 tầng mái Nhật này sau đây mình cũng sẽ chia sẻ một số nội dung về cái căn 2 tầng mái Nhật này sau khi đã hoàn thiện như nào. Mời các bạn theo dõi video. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hiện tại mình đang có mặt trước mặt cái căn 2 tầng mái Nhật của chị Loan tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thì trước hết là bên mình cũng sẽ chia sẻ về những đặc điểm của cái căn 2 tầng mái Nhật này. Thì đối với hai căn 2 tầng mái Nhật này thì bên mình cũng đã thi công và áp dụng là làm độ dốc là 33 độ các bạn ạ. Đó. Với 2 tầng mái Nhật này thì bên mình có chiều rộng và chiều gót lóc 33 độ thì là 2m8 các bạn nhé. Đấy. Và cái căn 2 tầng mái Nhật này thì nó gồm một mái chính và một mái phụ và một mái sảnh và một mái diềm các bạn nhé. Đó. Thì đương nhiên là các bạn xem trên một số hình ảnh trên cao thì các bạn nhìn rõ là cái mái chính này, đây là mái phụ này, và đây là mái sảnh, mái diềm. Đó. Thì sau khi bên công ty cổ phần Việt Group cũng đã thi công xong và đây các bạn nhìn thấy không? Chất lượng hình ảnh thi công thì cái trên mặt mái chính thì bên mình cũng đã lắp cho chị là 3 quả hồ lô. Đây các bạn nhìn thấy không? Hai quả hồ lô của máy chính nhá và một quả hồ lô máy phụ. Thì máy sảnh bên mình không có lắp hồ lô. Và đây máy diềm các bạn nhìn đâu. Đấy, máy sảnh và máy diềm này. Thì cái máy chính thì mình không bàn rồi. Thì mình cũng có một số các bạn hỏi rất nhiều về các bạn câu hỏi về bên mình. Thì là cái máy sảnh này và cái máy diềm này thì xử lý như nào? Có nội dung như nào? Đó, các bạn nhìn thấy không? Thì máy sảnh này thì có độ rộng là hơn 4m các bạn ạ. 4m58 thì phải. Đó, mình không nhớ lắm. Thì chiều cao của cái này thì là rơi vào khoảng độ 1m1 các bạn nhé. Và cái văng này các bạn nhìn thấy hình ảnh trên cao. Đấy, cái văng này là văng 3 hàng ngói các bạn nhé. Đấy, thi công là sau 3 hàng ngói này. Đó, các bạn nhìn đâu. Đấy, thì rất nhiều các bạn hỏi về mình thì bên mình là làm sao để đổ văng rộng bao nhiêu để cho một cái văng để nó đẹp nhất các bạn ạ. Và chặn hàng ngói các bạn nhé. Đấy, thì bên mình cũng theo thiết kế và cũng sẽ thi công về nhà chị là độ dốc 33 độ thì cái phần này chị đã đổ văng là 70 phân, thì 70 phân thì nó sẽ được 3 hàng ngói chẵn các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đấy, 3 hàng ngói chẵn không phải cắt ngói các bạn ạ. Đấy, rất là vừa vặn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đấy, thì bên mình cũng khuyên các bạn nhé, nếu mà các bạn muốn lợp cái mái diềm thì không nên phải tính cái độ dốc và cái chiều rộng văng các bạn ạ. Đấy, thì hiện tại là nếu mà các bạn muốn lợp cái phần này 2 hàng ngói thì các bạn đổ văng 50 phân và 3 hàng ngói thì là 3 hàng ngói chẵn và 2 hàng ngói chẵn nhé các bạn nhé. Đấy, 2 hàng ngói chẵn thì sẽ là văng 50 phân, chiều rộng văng hoàn thiện 50 phân và 70 phân là đối được 3 hàng ngói là 70 phân. Đấy, bạn nhìn đâu. Đấy, thì cái căn 2 tầng mái Nhật này thì bên mình cũng vừa bàn giao và nghiệm thu bàn giao cho chị và để chị đi vào sử dụng. Và hiện tại cái công trình này cũng đã xong 3-4 ngày rồi. Hiện tại bây giờ các bác tự xây đang làm khuôn viên sân vườn và cũng chuẩn bị sơn đấy các bạn. Đó. Vừa rồi mình cũng chia sẻ những một số hình ảnh nhanh về cái căn 2 tầng mái Nhật của chị Loan đã hoàn thiện như nào. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một share, một đăng ký kênh YouTube bên mình nhé. Và nếu các bạn mong muốn có một đội mái ngói thi công chuyên nghiệp cho mình, hãy các bạn liên hệ hotline ở đây 0918 433 558, hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại để nhân viên bên mình liên hệ với các bạn và tư vấn cho các bạn một cái ngói đẹp nhất và tiết kiệm nhất và chi phí thẩm mỹ nhất. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào.